Sao nó lâu vô vậy? Ủa sao nó không lên vậy ta? Ngồi ta. Ôi giời ơi, cái này Zalo này nó lâu quá, chậm quá. Rồi, để chờ con chút cô add vô cái máy này. Ừ, cô cho các bạn vô. Copy ta. Rồi mở lên đi các vô một chat á. Rồi mở lên thấy chưa? Thấy file chưa? Mở lên lên chưa? Bạn thấy lên chưa? Rồi cô ơi. Mở ra được không? Dạ được. Rồi nghe cô hướng dẫn nè. Ở đây cái câu 1 nó nói chọn hai vế câu cho nội dung phù hợp nha, không cần chọn ha, tại vì cái vế khác bị mất. Thì em chỉ cần trả lời thôi, tức là hỏi cái gì trả lời cái đó, hiểu sao trả lời cái đó. Được không? À, ví dụ câu hỏi nan đế bolu ben o kakimasta cá, à, mình trả lời à mình viết cái gì, à, ben đế kakimasta, à, bạn viết báo cáo bằng cái gì, mình à, tôi bằng viết ben đế kakimasta, hỏi cái gì trả lời cái đó. Rồi tốc hành làm nhanh lên các bạn, bây giờ 10 giờ làm nhanh nha, không có làm chậm được, tại các em làm chậm là các em đi thi không có được, tại đi thi có 40 phút thôi mà khoảng 45 câu mà nó dài giống vậy, một câu dài dài giống như vậy đó ha, nên các em phải tập làm nhanh ha, phải thuộc từ vựng làm nhanh. Bây giờ là 10 giờ 40 rồi ha. Bây giờ khoảng tầm 11 giờ 10 cô sửa bài ha. Được không? Này đánh dấu vô sao không? Cái nào? Thì em làm sao làm, bữa sau kết quả cô kêu đi em sửa được là được rồi, tùy em làm sao làm, hiểu không? Đây bài thi thử mà. Em đánh dấu ham làm gì em làm kệ em. Hiểu chưa? Trường hay là bạn nào mới hỏi đó. Dạ. Hiểu không? Còn mấy cái câu hỏi á cô vừa mới giải thích rồi. Chọn hai vế câu có nội dung phù hợp, ở đây còn có một vế câu nữa nhưng mà cái file PDF nó xuất ra không mua được, thì không cần chọn mà cho em chỉ trả lời thôi. Ở đây người ta đặt câu hỏi thì em chỉ trả lời câu hỏi thôi, hiểu chưa? Dạ Hiểu con. rõ chưa? Các em hiểu hay không hiểu phải nói cô chứ, các em cứ im ru có hỏi hiểu chưa, ba bốn lần không đứa nào trả lời hết. À, tí cô kêu từ Dạ cô là ơi. sao em? Dạ cô ơi, em xin dành cô ơi mới vô trễ thôi. Rồi em, các bạn làm cô kêu trên danh sách sổ điểm hôm nay lấy điểm, ai muốn lấy điểm thì bây giờ lấy thôi, thứ sáu là chốt rồi ha, hôm nay sau sổ điểm luôn, nhanh tốc hành cô sửa ha, cô kêu từ trên xuống dưới ha, cho thời gian làm rồi rồi tranh thủ các bạn làm đi. Ai muốn dớt điểm BA đồ gì chỉ hôm nay thôi.
Câu 4 là có gì ai nhỉ? xung Là phong câu 4 không? đi. Điểm số, điểm số. Tao tao ghi rồi, tao ghi rồi. Là câu Ok, 12 chứ, nhầm Nguyễn câu Thanh 12 Anh chứ. Tú làm đi em. Hai chữ đầu chữ gì nhỉ? Tao quên chữ đầu chữ gì rồi. Dạ. Camera đúng không? Ủa câu 1 Camera. là làm 8 câu luôn đúng không cô? Coi chữ sau chứ gì, coi Hay là cô làm hai si. con nhỏ thôi cô? Cô xô là gì nhỉ? Bốn câu nữa chứ, cái câu trả lời là câu một á. Cô xô. Cô Em mới làm xô. cái câu 1 mà. À, Dạ em làm cô luôn. xô, Làm cô rồi. xô. Rồi, À, làm một câu làm tới 1. đăng hai tới đó, làm đi. Khăn gá. Dạ. À, À, câu nội 1 là dung câu 1 nó chọn dung, chọn hai vế cư câu có nội si. dung phù hợp, 1 2 3 4, ở đây có 4 câu kìa. Cư si tai để. À vậy cái em tự trả lời đúng không con? Ừ, trả lời luôn, em trả lời sẽ cho nó phù hợp. Cư si tai Một à. là bên đế rebo reboto kakimasta Ừ đúng kaki rồi, Leboto Kakimasta ha, nên đế, tao đế nghĩ là bằng cái D gì đúng không ạ? ha. Rồi tiếp. Cô vừa sửa bài vừa ôn với bạn luôn, các bạn nào yếu ngữ pháp chú ý đi nha. Câu Tại hai vì ta là thấy mấy kia là không khả Kino thi lắm. Watashi wa Mà Nihongo cô o dồ Benkyo là gì nhỉ? shimashita. Ừ đúng rồi, chính xác ha, quá khứ mình shimashita. Ok. Cô dồ là gì mày? Câu ba là Hai À so desu ừ? Hai so desu ta ha. Làm gì Hai hai so so desu. desu ta, nó hỏi Hai em biết hai trừ so desu. Hai đế so ka kim. Hai so desu. Cần viết báo desu. cáo bằng bút chì à? Hai so Quá. desu. Ừ đúng rồi. Rồi tiếp câu cuối cùng. Cô rê quá em biết từ desu ka, sabu pensilu desu ka. Câu Korewa câu câu MB 13 to C, cái đó câu 13 C kìa. Ừ đúng rồi, đã tốt. Làm câu 2 luôn được không? Dạ, em chưa làm thôi. Em hứa. Rồi Nguyễn Thanh Anh Tuấn này, phan cô coi điểm số coi nhiêu. À, hồi Hơi thấp. Nguyễn Thanh Anh Tuấn 3 điểm đúng không? Bây giờ cộng điểm nữa. À, Đúng các em cô show điểm cho các bạn coi luôn này nha. Xác nhận lại điểm số của mình này nha. Điểm số này chỉ có cô sửa thôi, sau Được này rồi, lên được. trong sổ Được con rồi. đào tạo luôn nè. Câu Em câu coi. câu 13 C đúng không? Ba điểm, giờ điểm nữa 4 đúng không? Thấy chưa, thấy màn hình chưa? Dạ rồi. Mà vắng một buổi đúng không? Dạ. Vẫn còn 3 điểm. Ok ha, trừ luôn ha. Nhớ nha. Rồi, còn 3 điểm. Bây giờ hôm nay mình chốt luôn rồi các bạn, nên em được cố gắng. Rồi, Thái Bình. Câu 2 được không, Thái Bình? Ý nãy giờ em chưa hiểu cái câu này, có nghĩa là mình chọn hai, mình Thì nó hỏi chọn cái gì em trả lời cái đó. Mình ý nói là là nãy giờ giải thích rồi mà, nó hỏi cái gì em trả lời cái ý đó, không cần là nó chọn là nội nữa. dung phù hợp với nhau mà cô, nghĩa là mình chọn hai câu này có Trời ghép ráp lại ra ơi, vậy nãy thôi. em không nghe cô giải thích hả? Bạn làm được, em làm được chứ. Em không nghe cô giải thích hả Bình? Nãy cô nói hai lần luôn, bây giờ nói lần thứ ba, bây giờ không có cần chọn gì hết á, nó hỏi cái gì em trả lời cái đó. À, đúng rồi. À, Hiểu không? Cái nãy em làm tới đâu rồi? dạ. Dạ, làm nhớ ấy câu 7. Câu 7, còn câu 2 chưa làm chưa? Dạ, làm rồi, nhưng mà em là làm theo kiểu Làm là rồi. rồi nãy, nãy em làm theo kiểu em xếp hai câu có nghĩa nhau. Thôi thôi, được rồi, bỏ qua. Ok, Cái nào không làm để kêu bạn khác, nếu ok. mà không kịp giờ ha các bạn. Quế. Quế được không? Câu hai hả cô? Bạn nào làm không được cứ nói nha. Quế có làm không? Tại sao? Chưa làm luôn đúng không? Dạ, cái câu câu hai này ba cái câu trên cùng nó khó hiểu không? Kiểu không Rồi tìm được đó, lý em do. không nghe, em không làm, chứ làm gì khó hiểu, người ta hỏi cái gì trả lời cái đó, có gì đâu khó hiểu, hỏi ăn cơm chưa trả lời chưa ăn thì trả lời chưa ăn, mà ăn rồi trả lời ăn rồi. Còn này docite mình không thuộc từ thì mình không hiểu thôi, chứ có gì đâu khó hiểu. Em hiểu câu mà cô, Em chỉ làm là chưa? em không biết trả lời như nào. Thì người ta hỏi cái gì em dịch cho cô nghe coi. Để người ta hỏi là tại sao lại nghỉ nghỉ ở công Nghĩ gì? ty, công ty nghỉ. Ừ, ví dụ em nói em khó hiểu, em mai mốt đi làm đi thi quy final vô, người ta gặp câu vậy thì em trả lời, em ghi vô câu khó hiểu tôi không trả lời được à? Thì em trả lời vì sao em nghỉ làm, em trả lời vì đau bụng đau đầu gì đó, em trả lời miễn sao nó đúng ngữ pháp phù hợp thì thôi, hỏi cái gì trả lời cái đó thôi.
Rồi bây giờ có làm không? Cô kêu bạn khác chứ để đừng câu giờ nha. Chưa làm đúng không? Dạ chưa. Các bạn, những cái bạn chưa làm không có được cộng điểm ha. Rồi Ngô Duy Thịnh. 1 2 3 4 5 6 điểm BA. Ngô Duy Thịnh có làm không? À, Quế điểm điểm Q1 em mấy em chưa đọc luôn này Quế. Những bạn nào chưa đọc là cô ghi số 0 nha. Q1 em là 9.46. 9.46, 9 điểm rưỡi ha. Tức là trình độ em thuộc loại giỏi nha Quế, 9-10, 9-10 không á. Nhưng mà em làm câu này không được là đặt câu hỏi lớn á, dấu chấm hỏi lớn á. Ha. Tại vì Q 9 này 10, 19, 10 không à, là thuộc là sinh viên giỏi rồi đó. Coi mấy cái câu này mà em trả lời không được. Rồi. Ủa coi cái quiz một em bữa em có đọc trực điểm cho con mà sao bị không vậy con? Không biết em tên gì? Trường con. Trường. Rồi, đọc lại cho cô coi. Quiz 1 là em 10 mà con. Sao sao cô để cái 10 kia? Q2 mấy? Hai sai một câu rồi. Q2 10 luôn. Chính ha, ha, cô cho 10 luôn tại giơ tay nhiều, cô cho 10 luôn, BA 10 luôn. Ha. Rồi ba số 10 hết, bốn số 10 hết, ok. Còn thắc mắc gì nữa không? Không. Trường. Nè, nhưng mà em nghĩ ba buổi trường thì còn lại điểm 7, còn lại điểm 7 nha. Mấy điểm đấy. Cộng thì sao cô? Ok. Đó, cô cộng em quy 10 điểm rồi cộng cô quy luôn ba con 10 đó. À dạ. Hiểu không? Ừ, cô cộng em 10 hết rồi, còn cộng đâu nữa giờ? Thì em trừ ba buổi cộng lên 10 lên rồi, em vắng ba buổi thì trừ lại nè. 4 con 10 hết, vắng 3 buổi trừ lại nè. Giờ cộng đâu nữa, đúng không? Chứ đâu thể đâu trừ rồi cộng vô nữa. Đúng không? Fair play hết cho các bạn ha. Cứ ai vắng là trừ thôi, chứ không thể nào mà. Rồi. Thái Bình, Quế không làm ha. Duy Thịnh. Duy Thịnh, Quy không có ha. Đánh số 0 luôn nha. Ai đánh số 0 là bị cấm thi, đáng chịu nha. Em nào có quen biết cái gì bạn Duy Thịnh không? Nhắn bạn Duy Thịnh coi. Bạn Ngô Duy À, Thịnh dạ, không xác nhận điểm là chờ bao nhiêu em, chờ em tí xíu em gọi bạn vô kìa. Ừ. Dạ. Còn hôm bữa có lớp nào mà ai mà đi thi gì đó nói cô ơi, em không đội tuyển của trường nữa đấy, em phải đi thi đội tuyển của trường, em phải nghỉ học gì đó. Cái đó là cô không có hỗ trợ, cứ khi nào các em có đi đội tuyển của trường thì trường nó sẽ một cái giấy, một cái mail cho cô giáo. Nói nhờ cô giáo hỗ trợ cho bạn đó ha. Chứ không thể nào mình đội tuyển mình lấy cái tên đội tuyển, cô đâu có biết các bạn có đội tuyển nào mà cô xác nhận cho các bạn ha. Dạ, Ha. Ngô Còn Duy mình thi cái nào đó mình phải nói phòng đào tạo. Ngô Duy Thịnh là bữa em nhắn mail cô á hả? Dạ. Em thi đội tuyển gì vậy đúng không? Dạ. Ừ, mấy cái đó là cô sẵn sàng hỗ trợ nhưng mà phòng đào tạo phải gửi một cái mail. Nói à bạn Ngô Duy Thịnh gì đó thi đội tuyển cho trường đề nghị cô phải điểm danh dùm hay cộng điểm dùm gì đó. Cái đó phải nhà trường phải xác nhận chứ cô không có thể được tự động làm được. Hiểu không Thịnh? Dạ em có mail lên đi Chứ nó mình thì dạ à. mà sao đâu thấy cô đâu có nhận cái mail gì của nhà trường đâu Dạ em cũng không biết nữa. ha, Dạ. không biết luôn á. Em quy mấy nè, Dạ Q1 là 8.4. 8.4 nè. Rồi ok, điểm số em nè, tí nữa cô sau điểm nha. Giờ Ngô Dạ. Duy Thịnh có làm bài không để lấy điểm thêm không? Dạ không ạ. Không luôn ha. Ok các bạn ha, các bạn hỏi xuồng đâu, đề thi thử đâu, đưa ra không đứa nào làm hết. Các bạn hình như cô thấy xã hội bây giờ nó làm thay đổi con người nó lười đi ha. Trần Ngọc Thi, Dạ có. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 điểm rưỡi nè, đúng không? Em Dạ. làm mà quy em mấy? Quy À, 1 em mấy? hình như là 8.45 sao cô? 8.45 hả? Coi mở ra coi chúng hình như gì nữa, xác nhận điểm số cho cô lên chứ Dạ làm gì rồi trong con. từng tia nắng gì nữa. Trừ 2 điểm nha. Ngọc Thi 6 điểm rưỡi nhưng mà BA vắng 2 buổi, cô trừ lại 2 điểm rưỡi, 2 điểm nha. Dạ. Còn 4 điểm rưỡi. Đó, mọi thứ đều minh bạch cho sinh viên coi hết. Mọi ai ai ấm ức điểm số thì cứ nói chia sẻ thẳng thắn ha. Rồi Ngọc Thi hôm nay có làm bài để nâng điểm thêm không? Dạ không ạ. Không luôn ha. Trịnh Ngọc Bảo. Trịnh Ngọc Bảo. Dạ, con. Ừ, có làm bài không? Em được 3 điểm BA này, có làm bài nâng điểm không? Thì mấy câu dưới được không? Bảo. Tại cái câu ở trên này em không hiểu mấy câu dưới.
Rồi rồi bỏ đi ha, câu nào không em làm được thì câu này ai làm được Xuân Phong luôn, cho Xuân Phong luôn nè, kêu mất thời gian quá. Rồi ai làm được Xuân Phong? Ai làm được câu 2? Ờ Can Trường, làm đi Can Trường. À dạ câu là câu 2 là câu đầu tiên nó hỏi là Dostekai sa o yasumi mastaka, là tại sao bạn lại nghỉ làm hôm qua. Đúng rồi. À, thì trả lời là Kazedista là bị kém. À, Dosite mình phải dùng từ kara mình trả lời. Kazedista kara là vì bị kém. Đúng rồi các bạn. Ha. À, câu hai. Nên nhớ ha, thấy chữ Dosite là vì các em phải sử dụng kara trả lời nha. Rồi câu hai đi em. Câu hai hỏi là Dosite onakaga itai desu ka, là tại sao đau bụng. Trả lời là ăn đồ ăn hư thì em nên trả lời tiếng Nhật đi. Hoặc là em nói gì vì sao đau bụng hả, vì không ăn sáng, vì không ăn trưa thì nó cũng đau bụng vậy. À vì không ăn sáng là asa gohan o tabemasen desta. Tabemasen desta kara, có chữ kara vô. Tabemasen desta kara. Câu có ba là hỏi là doshimastaka. Doshimastaka. Là làm cách nào á ha? Làm cách nào? Làm cách nào ha, câu này khỏi ha, tức là mình ví dụ tôi đau đầu á phải làm như thế nào, mình phải trả lời động từ ra là uống thuốc kusuriyo no mimasu, hoặc là ăn nhiều vô tắc cứ sằng tà bê mát gì đó ha. Rồi câu 4 là onaka ga itai desu ka, là hỏi là có đau bụng hay không. Nếu nó có thì hai itai desu, không thì hai ta cừ nai đẹp, tính từ y bảo y đi, thêm cừ nai vô, ôm vô các bạn ơi, thi tới nơi rồi. Nếu mà không mình trả lời y e, sao trả lời hay? Không là y e, y ta cừ nai đẹp. Rồi, em làm câu 3 luôn, cô cộng thêm điểm nè, nâng điểm BA lên nè. Cô là câu 3. Câu 3 là đầu tiên hỏi Doste Pipongo Shimasuka, là tại sao chơi bóng bàn. Vì thích Suki Deskara. Câu 2 Kino Pipongo Shimasuka, là hôm qua có chơi bóng bàn hay không. Có thì là hai đúng rồi, Shimasuka, còn hai không là Shimasen desu. Đúng rồi, tính xác. Câu 3 là Donna sports ga suki desu ka, là thích môn thể thao nào. Thích bóng đá là soccer. Ping pong ga chozu desu ka, là có giỏi cho bóng bàn hay không. Giỏi thì hai chozu desu, không giỏi là hai chozu kunai desu. Ủa sao không giỏi mà em cứ hay hoài vậy? Không chozu kunai desu. Ok em. Rồi bằng Trang Trường đúng không? Dạ. Rồi cô cộng em một điểm nữa thành 8 điểm nè. Ok không? Dạ ok. Đó, thấy số điểm chưa hả? Công bằng hết cho các bạn ha. Cơ hội dành hết cho các bạn. Rồi qua số số 4, mình chọn không câu không phù hợp chứ không phải chọn câu phù hợp nha. Rồi bạn nào giơ tay lên làm nè, ai? Chọn câu phù hợp. Cô Nguyễn Tấn Lộc coi. Dạ. Cô là câu 4 là chọn câu A. Cô là chọn câu A, vì sao chọn câu A? Cô tại vì hai câu kia có star là nó là quá khứ. Cô A là không có quá khứ. Câu nó hỏi gì á? Cô là Tanshobi ni nani o shimashita ka, là Tanshobi là ngày alo cô, tại sao em chuẩn bị cái gì vậy cô? Quên mất tiêu.
chứng tỏ ai chọn sẵn rồi em làm thôi. Đâu, tại vì ở sao có hai ba lớp đã làm rồi. Không, ở sao có star nè. Tăng Sobi là ngày sinh nhật. À, Tăng Sobi ngày sinh nhật, cô là ngày sinh nhật. Có làm cái gì không? Là không có, không làm gì hết, qua không làm gì hết. Nhưng mà nó sai cú pháp, cú pháp. Ừ, ok, đúng rồi Lộc. Tiếp đi em, câu 5. Dạ, câu 5 là câu B, là cô là Kolewa Nihon no Camera Desu ka? Thì trả lời là câu B là sai, là sai mà nó không có cái không xem. Dạ. Năm giờ không có xem. Rồi, tiếp câu 6, câu 6. Câu 6 là câu A, Kunide Nihongo o Narai Mastaka, là câu 6 là A, là tại vì Masen 2 mà nó có Masen. Đúng rồi, để chọn câu dạ. Nào? Dạ câu là câu A. Chọn câu A ha, đúng rồi. Good. Đúng rồi. Câu A với câu gì nữa? Câu 12 mày không nghĩ ra tại sao chưa? Chọn câu không phù hợp mà cô. Ừ, thì chọn cái có quyền chọn hai câu mà. Tao tính chọn C á, mà để mày coi thử coi. Dạ. Chọn một câu cũng được ha. Hai cái đề kia chung có quyền chọn hai câu nha. One answer mà con. Answer. Kêu chọn có một đáp án. One answer gì? Chọn một đáp án. Rồi ok, câu A ha. Rồi tiếp câu 7. Dạ, câu 7 là câu A là câu 7 là gì? Xin chiêu từng trước. No. Còn câu A tại sao không chọn câu B câu C mà chọn câu A? Dạ cô là tại vì tại đây nó có quá khứ, còn hai thằng kia là không có. Xem chiêu là từng trước. Có mình câu A là có. Ok, tiếp giỏi. Rồi câu 8 thử coi. Dạ câu 8 là câu A luôn, là em coi lại. Oishiku desu. Kunai desta là cái nó không có ngon. Không ngon nhưng mà nó quá khứ. Kunai desta ở đâu? Trong này đâu có cái nào desta đâu ta? Kunai katu katita lộn. Là nó có quá khứ, còn cái này là nó đi ăn ở quá khứ. Rồi ok, good á. Rồi để đó cô tới được ha, cô 8 được rồi nha. Rồi dạ. Lộc nhìn bảng điểm này em 3 điểm rưỡi đúng không? Cô cộng dạ. Điểm nữa thành 4 điểm rưỡi, nhưng mà bắn 2 ha. Bắn 2 trừ 2 còn 2 điểm rưỡi nha. Rồi dạ. Ok, chốt đơn luôn ha. Rồi giơ tay thêm nhiều nữa, các bạn phải cố gắng lên nữa ha. Rồi tiếp câu 9, những câu 9, 10 này ai nè? Rồi Nam Anh. Dạ câu 9A. Câu 9A. Vì sao chọn A mà không chọn BC? Dạ tại nó là thì Nam Anh. Dạ nó dạ xài mũ nên là A. Còn hai cái kia là nó phủ định. Phải rồi ra trường. Em thấy cái đầu rồi, cái vé đầu là khẳng định, cái vé đầu khẳng định, và vé sau cũng xài mũ thì vé sau phải khẳng định luôn, thì em cho A. Cô C cũng khẳng định vậy. Nhưng mà cô C là ở quá khứ. Asita là ngày mai. Nhưng mà ở đây Asita mô là đúng ngày rồi, mai. Đúng rồi, chính xác. Asita ngày mai nên mình không có chọn quá khứ được, mình chọn câu A thôi. Rồi câu 10. Câu 10 em chọn A. Rồi em đọc đề ra. Câu 10 em chọn A. Dạ, giờ mà chờ tại cô vì, nghe nãy tại vì nó là em đọc rồi mà chờ cô chút, chờ cô đi cô xúc miệng cái cô ho quá khó chịu, chờ cô chút. Em đọc đề nhưng mà em không nhớ câu nào thì làm sao mà em chỉ nhớ cô được ảo thật. Sao mà nhớ được? Làm xong rồi câu hỏi lại từng câu một nhớ được không ạ? Câu 12 là tại sao nhỉ? 12 ta bảo là ta thấy mẹ camera chắc là no. Ê mày sợ thử đô dồ là cái gì coi? Đô dồ. À cô dồ. Mày biết cái han cô cừ là gì không?
À han 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 các từ kìa. Han gá. Kusita. Kusita this là gì? À. Ken gá. Kusita this. Cô rồi như là cô rồi thằng có 11 là tại sao nhỉ? Để ta để coi một coi cô một mình đặt rê đúng không? À dưới hỏi người đúng không? Dưới trả lời là người đúng không? Bên dưới là chẳng có trả lời là gì nhỉ? Naron à? Naron sàn gá đúng không? Ichiban Ichiban Ne Nekai à? À Wakai Wakai desu. Dare gá nó hỏi ai đúng không? Tụi nó dare ní chứ nhỉ? Dare gá là qua tôi có nghi cái mục đa rề gá. Đa rề gá Arimas là hỏi người vật đã không hay là hỏi người vật. Ủa hỏi người là N cộng Y cộng P cộng Play cộng Y cộng đa rề gá Imas đúng không nhỉ? Imas là Arimas rồi. À đây là hỏi câu bài một đa rề đúng không nhỉ? Còn cái nào khác không? Nani. Ê, ví dụ nó hỏi thằng kia sàn thì sao? Nó hỏi thằng kia sàn thì sao? Câu C thì sao? Câu C là tên nó sàn kìa. Lớp mình có bạn nào bị Covid mà ho có đờm không các bạn? Cái đấy các bạn đi sĩ khoa lại bỏ cái cô. Cô nhẹ hơn em đó cô. Cô là bị rồi mà sao mũi rồi ho đờm. Nếu mà cô hết rồi mà vẫn ho thì cô phải đi sĩ khoa lại bỏ cái cô. Vậy hả? Rồi ho mà mũi rồi cục cục em thấy em ho cứ vậy tụi em ho mỗi lần. Một sao chọn? Cười một thì sao đó? Alo, em bị ho ra máu này cô. Ghê vậy? Đó là em có bệnh nền. Em đi khám này chưa? Dạ không, em bị bệnh nền trước đó rồi cô nên Covid vô xong em cũng thấy bình thường. Ho hoài dễ sợ. Tại sao mà là có xe nhỉ? Quay khám lại cô. Tiếp đi. Tiếp đi các bạn. Tiếp này tới bạn nào hả quên câu rồi. Em để câu 10 đi con. Câu 10 là tiếp đi em. Câu 10 chọn A luôn. Tại vì vẫn là ngày mai là em chọn A luôn. Chính xác ha. Rồi 11. Em nghĩ là A. Tại vì nó hỏi ai là người thú vị nhất lớp đúng không cô? Đúng rồi. Đa đề A. Rồi câu 12 luôn thử coi. Câu 12 em không biết nhưng mà em nghĩ là em không biết từ cô rồ là gì hết cô. Em quên mất từ cô rồ là gì. Cô rồ là nhà máy ấy các bạn. Camera. Nhà máy Kengaku các bạn học Nhật 1 rồi. Kengaku là kiến tập đó. Ha? Vậy là C đúng không? Kengaku là kiến tập đó các bạn. Em nghĩ là C. Kiến tập ở đâu là dùng ố ha? Dạ vậy là A kiến tập đúng ở không? Nhà máy máy ảnh là camera no ở no cô rồi câu A. Rồi câu 13. Câu 13 D. Tại sao chọn D? Tại vì cái A no thì nó là đã chỉ là cái này rồi nên là em không thêm cái từ nào vô đấy nữa. Còn
còn sau cái đấy thì là nó hỏi địa chỉ nên là ID mask nghĩa là động từ địa chỉ. Hay đi mask học rồi là vào, không phải địa chỉ. Hay đi mask là vào, vào đâu là dùng từ lý mà, đi lại lý là vào ôm vô ha, vào đâu dùng lý ha. Yeah. Cái trợ từ nó đi với động từ mình thuộc lòng thôi các bạn ha. Câu 14. Câu 14. Câu 14 em nghĩ là A. À, vì sao chọn A biết không? À, em đi thi mình thi lập luận vậy đó, mình cái, chọn được. Cái sau là rồi, cái này ngữ pháp học cái, rồi. Cái sau là cái bậc gì đấy thì nó là em chọn là no nihon. Ừ, đâu phải. Ai giải thích được? Đây chọn lụi hoặc là ai chọn là chọn đúng hết mà giải thích được hết à? Dạ, terabi, dạ, terabi là TV của Nhật thì là no nihon no terabi. Còn IC is, tại vì hai C is là em, hai C là em chọn gá, tại vì em nhớ Hoshi là gì? Học chưa? Hoshi học chưa? Muốn. Ừ, muốn sở hữu cái gì là N gá Hoshi đẹp. Ok, yeah. Nam Anh, cô cộng Nam Anh điểm nè. Nam Anh hồi bữa là 4 điểm, bây giờ cộng 5 điểm nữa là 5 ha. Yeah. 5 điểm mà không có bị trừ ha. Rồi, ok, tiếp các bạn. Hello, rồi, sao? Ô, bữa mày nghỉ. Ôi, sao mày 1-1-1-5-1 vậy? Cái lồn dễ đức 1-1-1-5-1 à, rồi Tấn Lộc nào thật dạ cô. Câu 15 B coi C là muốn hả? Câu 15 B tại sao chọn B? Mày nhiều rồi mà Chino là hôm qua cái gì đó cái gì rồi cô en là ở đâu đó, cô en là gì, cô en là ở đâu đó mà ghê công viên dạ cô là ở công viên thì là rồi làm cái gì đó là mình dạo chơi ở đâu các bạn, san bồ si ma sen dạo, san bồ là dạo mà, dạo ở đâu mày ra bị lũ chừng nào đó hố ha. Kino ngay thời gian là mình có chọn không, thời gian Asita Kino nhưng mình không có chọn cái trợ từ gì hết ha, mình chọn câu D ha, câu D là loại rồi ha, mình chọn câu C cũng không được ha, mình chọn câu B ha, B là dấu chéo và ố. Rồi câu 16. Đây, câu 16 C. Vì sao em chọn C? Do cô 16 là Khunide là trong phạm vi cái vấn đề chọn nó không có quan trọng nha các bạn, mà cái các bạn dạy giải thích được mới quan trọng. Ego ố gì Benkyo Shima là cô là trong cái gì đó rồi học tiếng Anh là thằng đế cái trước là thằng đế tại vì nó là nó có cái Lộc không có đúng không phải vậy đâu, nghe đây Lộc, nghe đây ôn lại luôn nè ha. Lộc chọn thì đúng hết á nhưng mà giải thích không có được, chứng tỏ là kiến thức em không có mà đây ai chọn sẵn em chọn, tại vì em chọn đúng hết nhưng mà em lập luận là trật lót hết à, không có đúng theo ngữ pháp mà không có đúng theo cái mà những cái gì cô dạy, mình học cái gì là ố ha, ego ố, còn mình học ở đâu là dùng trợ từ đế, hành động diễn ra ở đâu là đế, nên mình chọn câu C. À, chứ em giải thích trật lót hết, hai tin hai câu đó không tính nha, không giải thích không được. Các bạn quan trọng không phải là bạn chọn đúng mà quan trọng các bạn phải giải thích được, cái chọn là dễ rồi ha. Rồi câu 17. Câu 17 không biết làm cô. Tiếp đi Lộc. Câu 17 không biết. Câu 17 các bạn ha, câu 17 này các bạn với ai dùng trợ từ gì Lộc? Dạ cô với ai? Dạ là tố. Tố cái này với sensei đúng không? Như vậy dạ. Mình chọn được câu B với câu D, mình loại trừ được câu A câu C rồi các bạn ha. Rồi nhưng mình ra khỏi phòng làm dùng ố, vậy mình chọn câu nào các bạn? Kyoshitsu là lớp học, đêm mắt là ra khỏi lớp học, mình chọn trợ từ gì? Ố. Như vậy các em chọn câu B. Nhà tính là Lộc chưa làm được câu nào hết nha, tiếp tục đi. Câu 18 đi. Câu 18 D. Câu 18 chọn câu nào? D. Vì sao chọn D? Câu 18 này các bạn, nô đồ là cổ họng của mình, nô đồ gá kawakimasta có nghĩa là khát nước, nô đồ gá kawakimasta nên tôi muốn ăn cái gì đó, cái gì cũng được, nanika nomitai đẹp, uống gì cũng được. Rồi qua câu 19. Câu 19 cô giải thích luôn này các bạn, onaka gá suki là đói bụng ha các bạn, onaka gá suki masta là đói bụng ha. Nanika Tabita đệt muốn ăn cái gì đó luôn ha. Ăn gì cũng được. Rồi câu 20. Dạ câu 20. 20. Câu 20 học rồi nè. Câu 20 chọn C là cái đế ở trước là trong phạm vi.
hỏa sao là gá chi băng. Đúng rồi, chính xác. Good, câu 1. Cô có 21A. 21A là cô. Mẫu câu đi đến đâu để làm gì học rồi? Dạ cô đi đến đâu là ê làm gì là ố. Ừ. Lý đi đến đâu, mẫu câu đi đến đâu để làm gì lật công thức ra. Cái câu này mình làm bài trên lớp nhiều lắm rồi. À đi đến đâu làm gì là lý ikimas. Còn ở ở đâu chọn câu nào? Dạ cô là 21 và là câu D. Ít câu 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 B, câu B. Câu B. Dạ. Ừ câu B rồi, câu 22. Dạ 22. 22 là em chọn câu B. Đúng rồi, câu mẫu B. Câu đến đâu làm gì ha? Ai quên mẫu câu đó là câu 23. Dạ. 23 là em chọn A. A ha, ta bà cổ không, không A không đúng chỗ C. Suy mát là hút thuốc ha. Tôi đi đến sân vườn để hút thuốc. Rồi Lộc, cô cọc cho Lộc điểm nữa nè Lộc. Dạ em cảm ơn. Tấn Lộc. Ừ, 2 điểm rưỡi lên 3 điểm rưỡi ha. Rồi. Rồi câu, câu 24. Tiếp tục câu 24, bạn nào ở chợ Xuân Tùng đâu? Xuân Tùng có đi học không? Dạ có, dạ có. Option rồi làm dạ. Được không? Dạ 24. Dạ 24 em chọn câu C là Tori. Là 24 chọn câu C. Tori là... câu này nghĩa là gì? Dạ chụp hình biển ở Yokohama. Câu này nghĩa là gì? Em dịch đi, em nói. Dạ ngày mai tôi đi đến Yokohama để chụp hình biển. Ừ, mẫu câu đến đâu chụp hình, tại sao em chọn A B mà em chọn câu C vậy? Dạ tại vì là ngày mai là chia bình thường cô, không có. Không phải, lập luận sai rồi, không liên quan gì hết. Ấy là theo công là gì biết không? Theo công thức của cô ấy là không có mass với lại không có time, chỉ có tori. À, cái này công thức gì? Đi đến đâu để làm gì? Đúng rồi, chính xác. Yeah. Được ha. Rồi còn ok, 25. 25 là câu C là nomitai. Là đúng rồi, chính xác ha, khát nước, muốn uống nước. Yeah. Ha. Rồi 26. 26 là B là tabe tai kuna. À tabe tai cắt tà là quá khứ, là muốn ăn quá khứ. Ờ muốn ăn. Rồi 27. 27 là B tabe tai. 27 tabe tai ha. Tabe tai không có, không phải tabe tai. Onaka ga ippai desu kara da no. Tôi không muốn ăn gì cả. Nani mo tabe ta kunai desu. Thế ta bỏ y đi thêm kunai, người không muốn ăn gì cả. Nani mo tabe ta kunai. 28. Dạ em chỉ là từ con. Các em biết thì sao cô đi nhanh không? Cô không thể đi chậm tại vì cho các em quen cái tốc độ đó, đi vô làm á, vô thi các em phải làm ào 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 như vậy á, các em mới kịp giờ. Không có kịp giờ đâu ha. Yasumi. Chotto yasumi. Yasumi tai. Yasumi tai cô. Nãy giờ cô để thời gian cho em làm mà em ngồi làm mà. Em làm tới câu 27. Em nào mà làm chậm á nha là vô á là biết cái lực của mình rồi, về học nhiều lên. Tại vì cái đề nó rất là dài, tháng tưởng rồi rất là dài, vô không có thời gian suy nghĩ đâu. Ở trên lớp học có thời gian suy nghĩ, vô làm bài là không có thời gian hỏi bài nữa. Không có bạn giờ em mà chị chiếm từ đó một chút thì cũng không có thời gian đâu. Mạnh ai nấy làm à. Trời ơi. Căng lắm. À. Rồi 28 em chọn gì? Yes. Yes. Tsukare masta kara có nghĩa là mệt. Cà ra là vì mệt nên nghỉ một chút. Chốt tôi và sumi tai đẹp, muốn nghỉ một chút ha các bạn. Yeah. Rồi 29. Descara. 29. Nokomo. Samui là gì học rồi? Là lạnh. Là không lạnh, muốn đi đâu hết. Tiếp đi. Ikitai kunai desu. Đúng rồi, ikitai kunai desu. Đúng rồi. 30. Vì đói nên nanika onaka ga sukimasta ka, vì đói. Ừ. Vì đói nên muốn ăn gì đó. Nanika tabetai desu. Tabetai desu. Yeah. Ừ. Được chưa?
Yeah. Rồi, ok, good. Yeah. Rồi cô cộng em Xuân Tùng nha, 4 điểm, bữa 5 điểm rồi cộng điểm rồi 6 điểm này không có nghỉ hả? Dạ. Yeah. Rồi 6 điểm. Yeah, Hùng rồi. Sơn nè, Hùng Sơn điểm BA mới có 3 điểm nè Sơn. Dạ em đi coi. BA làm đi em, tại vì điểm BA quá thấp mà điểm quy điểm đồ toàn 10 10 10 không mà là lên phòng đào tạo tự động nó trả về á. Dạ, câu đầu tiên là Kanji là Yumi Mask của. Ừ, tiếp đi. Dạ, câu thứ hai là cô để xíu bắt đi. Em nhìn tại vì cái từ này dễ ẹt còn đợi gì nữa trời. Dạ, Sensei của. Ờ. Dạ, câu số 33 là cái này là Shia. Dạ câu số 33 là cô D đúng không? Tại vì... Siêu mặt tư đúng rồi. Cuối dạ. Tuần ha, siêu mặt tư là cuối tuần 13-4. Cái dạ, Kanji này dễ ẹt luôn, em làm được là mà cái dạ, cái điểm biệt... của em 10-10-10 là giỏi đúng không? Dạ. Dạ bình thường có. Em cũng may mắn rồi, câu 34 là may mắn cái gì, của... học mà có may mắn. Chích tin thì có chứ làm gì có may mắn. Câu C hả? Đúng rồi. Tiếp câu 35. Dạ câu 35. Câu 35 em chưa làm tới, cô để cho em nhìn. Tại vì em mất cái mắt kính cô nên em nhìn hơi chậm rồi. Trời, em là làm dễ nhất á. Trong mấy cái dạ. Đề này là trúng, em trúng cái phần dễ nhất mà em làm được. Dạ, em đang làm cô. Hùng Sơn. Câu C. 35. Hùng Sơn nói câu này thử coi. Khỏi cần làm trong bài này nữa. Dạ. Em nói câu này thử coi. Tôi đã ăn cơm với gia đình. Câu này quá dễ luôn đúng không? Đó là watashi wa gia đình là kazoku to ăn cơm đi. Rồi đó, coi từ câu đơn giản nhất mà không làm dạ, sao quy được 12, quy điều 10 hết. Giữa kỳ 9.3 mới chết chứ. Cái này question nha. Cô comment vô là phòng đào tạo nó trả bài em về luôn. Tức là em phải học lại đó. Dạ, tại vì em chưa có ôn bài kỹ cô. Trước khi thi em hay ôn bài em nhớ được có một khoảng thời gian rồi cô. Làm gì có, em quy trong đầu mình em làm 2 quy 10 điểm giữa kỳ 9.3 làm gì trước khi ôn được. Cô không biết dạ. Cô cứ ghi trên này phòng đào tạo tự giải quyết thôi cho cô không biết ha. Yeah. Bây giờ quy em 3 điểm, cô cộng 1 điểm nữa, 4 điểm ha. Rồi cô cứ ghi cho comment đó, tự phòng đào tạo nó trả về nha. Bây giờ nếu mà em thi 10 điểm nữa nha em thi 10 điểm nữa nha, mà phòng BA em có 4 thôi á, là phòng đào tạo chắc chắn 100% là em phải làm lại một cái đề khác. Và một thầy một trò, một thầy già giám sát em luôn ha, thông báo hên xui nha. Yeah. Tại vì cô đã comment em kiến thức ngữ pháp và Kanji. Bữa em một lần rồi, hôm nay một lần nữa tiếp tục yếu tiếp. Là cô vẫn cộng gì này em nói với cô em đọc thuộc hết rồi còn gì cô. Em làm được đến từ cô. Rồi ngữ pháp em làm cũng đâu có được. Dạ, tại vì ngữ pháp em không có. Ngữ pháp làm được bây giờ em cô nói một câu nữa. Bây giờ này, im lặng để cô nói trước. Bây giờ cô làm một câu rất là đơn giản nữa em làm được, cô xóa cái comment của cô. Cho em đậu đi thẳng vào thi luôn. Được không? Dám không? Dạ. Tại vì em chưa có ôn kỹ cô nên là em không có dám cam đoan vậy cô. Thì em không ôn kỹ, cô đâu có hỏi kiến thức ấy, cô hỏi mấy cái kiến thức cũ em làm quy rồi thôi, những cái câu em đã làm quy rồi đó. Dạ, hiểu không? Thì cô để cho em đến ngày hôm sau cô hỏi được không cô? Tại hôm nay nếu mà ngày hôm sau rồi, cô cho em ngày sau thứ 6 cô hỏi. Ok. Dạ. Rồi ok ha, cho em thời cơ hội tiếp ngày mai ha. Dạ. Rồi Mạnh Tường. Cố gắng nha Hồng Sơn. Nếu mà em là ngày mai em ôm họ hết, cô thấy năng lực của em hay cô xóa comment của em để em đi thẳng em đậu luôn. Tại điểm em rất là cao nhưng mà năng lực cô check 2 lần, đây lần thứ 3 luôn. Năng lực em không có. Tại cô nói thật nói thẳng để tụi em nhìn vào tụi em học chứ không thể nào ảo. Cứ khen trời tụi em giỏi quá, ảo. Tụi em đi trên mây mai mốt em rớt cái đùng té nặng thêm. Hiểu không? Em biết rồi cô ơi, em biết rồi cô. Bây giờ Mạnh Tường. Dạ. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 điểm BA bây giờ làm thêm được không? Dạ. Câu 36 em chưa làm tới cô, nãy em mới làm tới câu 30 rồi cô, mấy câu này chưa làm tới. Câu 35 em chọn gì? Câu 35 hả cô? Dạ, câu 35 em chọn câu C, mono. Câu C là đọc là mono là gì? Dạ, là vật cô, mấy cái stuff, mấy đồ cái thứ vật. Ở trong, dạ. Rồi 36 tại sao chưa làm? 36 em học 36 rồi, 37 em chưa làm tới, dạ, để em, cô để em đọc. Thì giờ làm đi. Really, ok.
Em thấy cái việc học online vô tệ hại vô cùng. Ba sáu là gì? Ba cái động từ đó em thuộc nghĩa hết không? Dạ là em chọn câu A của ô xia xia te từ đã sai tại vì chị xin chị tôi làm cách làm món ăn. Dạ, xin chị cách làm món ăn một ngày. Đúng rồi, chính xác. Tiếp 37. 37. Ba bảy làm cái gì? Học rồi luôn, mới ôn xong. Sukie là Sukie là cái gì cô? Hình như là mình chưa. Sukie là cái bàn. Làm gì chưa có, không có cái từ mình chưa có hết. Cái bàn là gì? À gá, ok. Gá Ari, cái này em chọn A nha cô, gá Arimas ạ. Rồi, xong. Rồi chọn vậy bởi làm sao mà có điểm được. Cái này ôm rất là kỹ rồi mày bỏ qua ha. Cái này Chikue no Shita Neko, con mèo có là chọn Imas. Rồi ba ta. Dạ, ok. Ba tám nha. Dạ, ba tám. Ima O rồi chưa thuộc từ cô kêu bạn khác nha. Mạnh Tường 1 2 3 4 5 6. Trời, điểm cũng cao rồi, 97 hết rồi, câu này không biết em. Cái ba cái động từ cái... em nói cô Oshite mát là gì? Có, tôi học tiếng Anh nhưng mà Oshite mát là chỉ. Chỉ, tôi đang chỉ tiếng Anh, tôi đang dạy tiếng Anh. Chỉ, dạ. Còn tắt tê mát là gì? Tắt tê mát là gì? Tắt tê mát là đứng lên ha. Okite mát là gì? Đặt để. Ok, đặt là đặt từ để. Từ 38 rồi, 39 đi em. 39 đi. Nichi yo bi isu ni e. Ok. Kuse ia ikimasen ka. Là câu này kuse, vì sao chọn câu C? Cùng nhau đi coi phim, nó rủ là cùng nhau đi coi phim. Ừ, đúng rồi, rủ rê cùng nhau đi coi phim, chính xác. 40, câu 40 chọn câu nào? Câu 40 là Kino, Kino sáng qua Yoni Yokuma Mae Mae câu A, ni ai masta là gặp người yêu ạ. Là gì? Đi gặp người yêu. Ok, good, ok em. Rồi cô cộng em Tường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cộng điểm là 9 điểm ha. Tại vì cái điểm mình em đều cô hết là người ta không có nghi ngờ ha. Rồi, ok, như vậy là mình Tường 9 hết, đều hết nè. Không có comment gì hết. Ha, cứ thế mà đậu thôi ha. Cố gắng làm bài nha. Rồi, ôi. Ngọc Kha đâu? Có 3 điểm BA nè, 1 trừ 1 điểm vắng mặt. Em đi cô. Kha, làm đi em, để dớt điểm lên coi. Còn anh câu đọc điểm nè, Kha làm được một cuối cùng đó. Làm được không? Một cuối cùng. Ý dạ. Gì? Không được hả? Chứ cô em vừa nãy vừa sau nên làm hơi chậm chứ cô. Em đang đọc cô. Yeah. Rồi bây giờ điểm BA của Kha 3 điểm này nha. Bây giờ Phi Long 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Phi Long có đi học không? Có rồi. Hoàng Việt có đi học không? Bây giờ sau điểm lên coi luôn nè. Hoàng Việt. Dạ có cô. Nguyễn Hoàng. Hồng Việt điểm BA có 3 điểm mà nghỉ hết một buổi còn 2 điểm nha.
Dạ buổi đó 30 em slot là đi điểm trước đi ngựa đó ăn cô. nha. Ừ nhưng mà có Buổi xin đó phép em đi không? trước ngựa. Dạ có, em có xin phép rồi. Mà cô kêu là Ừ vậy tại thôi không cô có khỏi mặt, trừ ha. không không có kia. À, cô không có trừ ha. Rồi Sơn Tùng này 1 2 3 4 5 6 nè. 6 điểm ha, không có bị trừ nè. Trịnh Tiến Đức 1 2 3 4 5 6 7 7 điểm rưỡi nè. Trừ 1 điểm phải không Tiến Đức? 1 điểm nghỉ đúng không? Rồi ok. Các bạn nhìn là xác nhận cho cô nha. Rồi cô lấy số Cô điểm phòng đào tạo này nha. Cô ơi. Ai muốn nói gì? Nói đi. À, em Lộc có một nghỉ một bữa rồi cô. Trong Pháp thì ghi em một nghỉ có một bữa thôi đúng rồi. Dạ ở trong đó có ai nói ghi gì hai em bữa. Nghỉ nhiều bữa. Trong trong đó ghi tới hai Nguyễn Ngọc bữa. Kha đúng không? Nguyễn Tấn Lộc. Nguyễn Ngọc Kha ở trong hả? đây cô ghi tới Nguyễn Tấn Lộc cô ơi. À Nguyễn Tấn Lộc em trong Pháp không giải quyết được gì hết, không trong Pháp đó là điểm điểm tức là em có say yes hay no á. Còn trong cái buổi học mà em kêu 3 4 lần em không trả lời á, không ừ hử vẫn bị trừ nha. Hiểu không? Dạ cô ơi. À. Cô ơi, lúc nào cái cũng sâu điểm này lên kiểu thôi chứ không phải là lâu sâu là sai của. À. Sao em? À bài đọc hiểu là chọn sai cô. Sao em? Kha hả? Bài đọc hiểu cô. Dạ Kha cô. Ờ à, chọn sai hả? Vì sao sai? Dạ vì trên bài đọc là nó ghi Tomodachi mà dưới hỏi nó hỏi là Kazoku. À, cái từ nào là Kazoku nghĩa là gì? Từ Tomodachi nghĩa là gì? Dạ, Tomodachi nghĩa là bạn của bạn bè của. Ờ. Kazoku là gì? Kazoku là về gia đình không? À. Ok, đâu cái câu mà nó đi chơi với bạn bè cái câu ở chỗ nào đâu, nằm chỗ nào đâu. Em đọc câu ở cô nghe coi. Thấy chưa? Nằm chỗ nào thấy không? Ở đoạn đầu của cô để em đọc. Chỗ nào thì đọc lên đi. Ừ. Nichiyobi Yamaguchi san wa Tomodachi to chikaku no ya yamani no bore master kiểu vào chủ nhật Yamaguchi san đi leo núi cùng với bạn mình. Ừ. Rồi, ok, cô cộng khang điểm ha. Dạ. À. Khang ấy cô số điểm cái. Chờ con chút nha. Cô sắp xếp cái số điểm lại cho nó đẹp đấy. Rồi Kha cô cộng Kha điểm nữa ha. Đúng không? Dạ, cảm ơn cô. Ừ, Kha đâu rồi? Sao không thấy Kha đâu hết vậy? Lần cuối Kha á cô. 1601 hai... Lần cuối hả? Ở đây Ngọc Kha 3 hình 4 nè. 24. Ok. Xong. Ừ, ok. Rồi xong trừ hết rồi. Bây giờ mở số điểm của phòng đào tạo lên nè. Nhìn nè các bạn. Ngồi trễ chút nha. Chịu khó trễ chút nha các bạn. Để thứ 6 cô ôn tập cho các bạn. Không có đủ thời gian ha. Bữa thứ hai thứ ba cô dạy cô kêu là hả có em nào vô đó học không, thứ ba cô mà không có ai vô học, có 8 bạn vô học, cô bỏ công ra cô ngồi cô chờ cô đợi, không có đứa nào vô học hết, có 8 bạn thôi hả, mấy bạn lười quá cô bỏ công sức cô phụ đạo các bạn, cũng không đứa nào đi hết. À, từ còn một bạn nữa. Hoàng Việt 2 điểm rưỡi ha Hoàng Việt.
Hồng Việt có đi học không? Dạ có. À, 2.5 trừ vắng một buổi phải không? Còn 1.5 nè. Thanh Huy 3 vắng 2, còn Thanh Huy, Hình Lê Thanh Huy có đi học không? Các bạn nào bạn bè của bạn Lê Thanh Huy nha. Hình Hoàng Việt ơi, đọc Q1 cho cô luôn, Q1 em chưa có điểm luôn nè. Dạ 8.7. Vắng số 0 nè các bạn. Mở ra đi Hoàng Việt. Còn bạn Lê Thanh Huy chắc bỏ luôn quá thôi, tại 2 Q00 hết. Ha, mà điểm BA có 3 mà. Dạ, bạn Lê Thanh Huy ha, người ta đọc điểm hoài mà. Không, 2 thấy bạn nghỉ hoài luôn. Lê Thanh Huy vắng 2 buổi ha, 2 đọc điểm thấy 0-0 hết. Điểm BA 3 còn 1 ha. Rồi, bạn Lê Thanh Huy ha, 0-0 là chắc là bị cấm thi rồi. Các em nào bạn mà bạn Thanh Huy gì không? Kêu bạn Thanh Huy lên lớp coi. Xác nhận điểm số, em nào mà không đi học trong đây nhằm xác định điểm số, không có khiếu kiện gì về sau đó. Rồi. Đọc điểm đi em. Dạ, 8.5 lần. 8.85 mình 8.6 luôn dạ, nè 6 ha. Lần. Dạ, dạ. Cái gì 6.5 em? Cái gì 6.5 Hoàng Việt? Rốt cuộc dạ, là 8.6 hay là 6.5? Dạ 8.6. À, Q273 đúng không? Các bạn, bây giờ cô sâu điểm sổ lên nha. Thanh Huy là 0-0 rồi đó. Điểm hay. Mọi điểm số về sau không giải quyết ha. Em nào bạn của bạn Huy nhớ nhắn bạn Huy nên xác nhận điểm số, nhưng thấy 0-0 không. Rồi bây giờ điểm BA trước. Rồi nhìn đây các bạn, nhìn điểm số đây. Coi ai mà rời khỏi sớm, nhóm sớm là không cộng điểm đáng chịu nha. Xung quanh ấy rời khỏi nhóm rồi đó. Cô xác nhận lần nữa ha. Điểm số chỉ giải quyết hôm nay, sau đó mọi khiếu kiện qua mail, về đồ ha, qua phòng đào tạo, không ai giải quyết cả ha. Đã lock lại rồi, phòng đào tạo lên danh sách thi cho các bạn. Rồi thấy điểm số chưa? Comment đây, cô không có comment một cái gì cả nè. Chỉ cần một comment cái là các em vô blacklist liền ha. Ôi sao cô chưa có sửa cái này cho cô, cho em con. Cái quiz 1 á cô. Sửa cái gì? Quiz 1 cô vẫn để không. Quiz 1 á hả? À dạ. Của can trường á hả? Dạ. Đây nè con, cái progress test 10 luôn đúng không? Dạ. Phải không? Rồi ok. Rồi các em xác nhận lại điểm số của mình từng bạn. Dạ, coi vô hơi giữa kỳ nè. Em về gì dạ, ta Việt. Quên rồi ta. Hoàng Việt, dạ số 11. Hoàng Việt đúng không Hoàng Việt? Rồi nãy mấy? 6 mấy? 8.6. 8.6. Rồi, ok, còn ai nữa? Lê Thanh Huy 0-0 hết ha. Các bạn nào bạn có Thanh Huy không? Ừ. Cô ơi, cái project task 1 của cô thì cô chưa sửa điểm từ cho em lại cô. Em mấy? Bên đó là 8.5 rồi, mấy bạn Quế, bạn Thịnh của cô cũng chưa sửa điểm lại hồi nãy. Đúng rồi, bạn đọc hết rồi, để cô sửa lại. Mà đọc luôn, cô sửa trên này luôn mất công nè. Cô sửa trực tiếp luôn nè. Hình như là đọc thi 8.5 phải không? Dạ, 8.5. Bạn Quế là rồi. 9.5. 9.5. Bằng Thịnh hình như là 8.5 hay 8.4 gì đó cô. Không đây, cô mở cô coi đây. Cô Duy Thịnh. Cô Duy Thịnh. À, 8.4 ạ. 8.4. Điểm này cô Duy sửa này, cái sổ của phòng đào tạo, sổ mà nó gửi về phụ huynh á, coi á ha. Rồi còn ai nữa không? Còn ai nữa không các bạn? Cô kéo xuống cho. Em ngồi im đó nha, cô cộng điểm cho ha. Tại vì mấy cái lớp nó đi lộn xộn hết, chỉ các bạn đọc và xác nhận số điểm thôi. Thanh Huy 2 không có đọc cái lần nào hết ha.
Các em nào bạn có bằng Huy nhắn cô nha, ngày mai ngày mốt cái gì nữa gặp cô nha, nhanh lên nha, chứ không thôi điểm 00 là không được đi thi đâu á. Mà không biết nó nghỉ đủ 6 buổi chưa nữa, không biết nữa. Đỡ học hành mà không có quan tâm gì hết á, mấy đứa này thiệt luôn. Bó tay luôn. Rồi, ok, điểm số hết chưa? Xong rồi cô ơi. Xong ha, bây giờ đây nhìn đây các bạn. Lớp có ai quen bạn hình Lê Thanh Hy không? Tại vì một cái LMS á là nó mở lộn xộn, nó mới theo lớp nên khó kiếm tên của bạn lắm. À, các bạn như vậy là xác nhận điểm số mình rớt rồi đó ha. Hình Lê Thanh Hy kiếm hoài không ra luôn, hình như bạn không có làm rồi sao? À, hình Lê Thanh Hy cũng kiếm trên LMS cũng không ra luôn. À. Rồi, bây giờ nhìn đi nha. Rồi, lớp bạn nào đi học đều hết, không nghỉ buổi nào đâu. Bạn nào đi học đầy đủ hết, nói tên không có giơ tay, tại cô bật số điểm lên cô không thấy các em giơ tay được. Thứ nhất, tên gì? Nguyễn Mạnh Tường. Tên gì? Nguyễn Mạnh Tường đúng không? Đâu? Nguyễn Mạnh Tường đây. Đúng không? Dạ, cô đúng cộng điểm BA một cái nữa 10 điểm nha, cộng thêm điểm 10 điểm. Rồi bạn nào nữa? Dạ Tùng. Từ từ, step by step. Nguyễn Sơn Tùng đúng không? Cô cộng điểm nữa, 7 điểm. Rồi ai nữa? Dạ Tùng ở trên luôn cô, Sơn Tùng. Nguyễn Sơn Tùng, rồi Lê Xuân Tùng nữa hả? Đúng rồi cô. Dạ. Lê Xuân Tùng, đâu? Số mấy đâu? Ờ đây, cô cộng điểm BA lần nữa. Dạ Khải cô. Rồi ok, ai nữa? Cái gì Khải? Dạ, Quang Khải cô. Quang trên Khải cô cộng điểm nữa, 5 điểm. Rồi ok, còn ai nữa? Minh Vương cô. Không không có tính trong cái syllabus trong cái pháp nha. Tính mà khi mà các em đi học đầy đủ một cô kia cũng ừ hử là cũng bị ưu tính á. Em không trung thực cô bật lại số điểm đó nha, là bị trừ điểm nặng á. Ha. Đây. Ha. Tức là cô tin tưởng các em, cô không có dò cái này nữa ha. Giờ em nào nói cô đi học đầy đủ thì cô cứ cộng cho các bạn một điểm thôi. Ai nữa nè? Bảo. Cái gì Bảo? Dạ Ngọc Bảo. Trịnh Ngọc Bảo đúng không? Rồi cô cộng một điểm. Rồi ai nữa? Dạ Thành Đông ạ. Thành Đông cô cộng điểm nữa, 7 điểm. Rồi ai nữa? Dạ Hậu cô ạ. Hậu. Hả? Dưới bàn đồng. Hậu. Hậu 5 điểm. Rồi ok ai nữa? Dạ Hùng dạ, Sơn cô. Ai nữa? Hùng Sơn cô. Hùng Sơn cô. Hùng Sơn ha. Rồi 5 điểm. Rồi ok. Ai nữa? Dạ Kiệt cô, số 14. Kiệt. Rồi 6 điểm, ai nữa? Số 24 cô, Phi Long. Số 24, Phi Long ha, Phi Long cộng rồi mà. Nghỉ chưa cô? À chưa hả, rồi cô cộng 1 điểm nữa, 8 điểm, rồi ai nữa? Minh Quân cô. Hả? Dạ, số 25 cô. Số 25, Trịnh Minh Quân cô cộng điểm nữa, 2 điểm. Rồi ok, ai nữa? Dạ, 26 nữa cô. 26, Hoàng Việt. Hoàng Việt bắn quá trời mà. Ủa đâu cô? Lớp trưởng là lớp nào? Lớp trưởng là... À, lớp trưởng là bạn nào? À, bạn Mạnh Tường, nhưng mà bạn Mạnh Tường mới out nãy rồi cô. Tại vì... out thôi sao cộng. Cô rồi cô cộng cho Hoàng Việt 1 điểm luôn nè. Ha. Rồi bằng Mạnh Tường phải không? Vậy cô cho nó đây là 10 luôn. Rồi ok. Rồi Hồng Việt cô cộng rồi nha. Còn ai nữa? Được chưa? Em lười quá. Mấy lớp khác nó ngoan, cô lì xì điểm cho lớp này lười quá. Gì nữa? Em có được tết không cô? Ấy là cái bữa đầu á là em bị trễ, còn hai cái bữa kia là không phải là em vắng mà cái lúc cô kêu em không có bật. Gan trường đúng không? Cô cộng em 1 điểm nữa này, rồi 9 điểm. Rồi ok. Được chưa? Có. Dạ. Cô ơi, có em có một bữa ơi. Đi chích vaccine có được, có tiếng nào không?
Em nghĩ có đúng một bữa đi chích vaccine thôi. Em chích vaccine bị em chích vaccine này và không có trừ. Ha? À. Tên gì? Em tên gì? Quốc Đạt đó, Quốc Đạt. Ủa con em bị dính F0 có được có bị tính không? Vậy ạ. Không con, F0 bắt đầu đâu tính làm chi? F0 đầy ai mà F0. Ơ nói là tự bữa em bán này em bị dính F0 không con. Quốc Đạt, những trọng Quốc Đạt đây á hả? Dạ đúng rồi ạ. Dạ đúng rồi. Nhưng mà em tính em cô cộng em đề điểm gì? Em bữa em có nghỉ một bữa do vaccine đó cô. Em có đi chích vaccine và em nghỉ một bữa. Rồi cô cộng em điểm luôn nè ha. 3 điểm rưỡi. Rồi ai nữa? Ai nữa nè? Hồng Việt điểm thấp quá ha. Hồng Việt sao mà điểm thấp quá, BA kêu hoài không lên tiếng. Thanh Huy cũng vậy nè. Bạn thấp quá. Hữu Khang 1, Tuấn Huy 1. Hết ha. Rồi còn ai nhu cầu xin điểm xin xiết gì nữa giải quyết điểm thế bức xúc gì điểm số trời mình học giỏi quá trời điểm số có 1, 2 vậy nói luôn giải quyết luôn. Thứ bảy bảy cô làm thêm tiết nữa được không con? Bảy cô làm thêm tiết ôn nữa được không con? Bảy làm thêm tiết ôn nữa hả? Thứ bảy á hả? Thứ bảy đợi dạ. Sợi canh thi. Thứ bảy không canh thi bữa thứ ba rồi hôm nay cô ôn hai sai slot rồi mà cái tụi em nói cố tụi em có đi đâu. Bữa thứ ba cô cũng ôm, cô bỏ ra một slot ôm. Bữa thứ bảy một giờ. Mà thứ ba đó là cô ôm mấy giờ tại? Thứ ba slot bữa trưa thay nghỉ trưa mà cô đâu có nghỉ trưa đâu, cô ngồi cô chờ các bạn biết rồi đi vô cái chính bạn. Tại thứ ba có học mà cô học tới. Phải chịu thôi giờ sao cô đâu còn giờ nào khác. Thứ bảy cô canh thi, không lẽ cô bỏ canh thi? Ha? Để coi giờ còn giờ nào nữa báo. Nếu mà thứ bảy chủ nhật chắc chủ nhật quá. Chủ nhật cũng được con thêm buổi ôn nữa con thấy không ổn thì chủ nhật đi. Bây giờ cô sẽ lì xì cho mỗi bạn một điểm, lì xì hết cả lớp luôn nhưng mà các em phải hứa cô về nhà học bài, còn không có về nhà học bài khỏi lì xì đi. Phải thi đậu. Gì đây ai nhắn gì đây? Sơn Tùng, dạ em hứa rồi ai hứa ghi vô hỏi cho cô ai hứa cô phải thi đậu với học bài nha rồi cô cộng cho mỗi bạn mỗi điểm giống thôi cô gửi phòng đào tạo là chắc cộng điểm BA quá hả các bạn chắc cộng điểm quy là em cao rồi rồi cô cộng điểm BA cho mỗi lớp cả lớp ngừng điểm nữa ha hay là khỏi các bạn cộng đi cô cộng đi cô cộng đi ha. Hứa nha, ai phải hứa cho cô em đậu luôn nha, em luôn bài luôn nha cô. Trời ơi, thì có mấy em Nhật 2, cô thấy có em cô đau lòng quá, biết sao Nhật 2 là tốt nghiệp rồi mà. Lười học, cô ra cái đề cũng không chịu làm, ghét gì dễ sợ luôn, chết mẹ. Rồi bấm gì mà nó vô vậy, tào lao vậy. Rồi, điểm cộng lại, nhìn đây nha. Tuấn Huy có đó không? Ai chỉ cộng những bạn có mặt hôm nay thôi. Dạ Tuấn Huy có đó không? Dạ có không? Rồi cô cộng điểm thành 2. Hữu Khang có không? Em đây cô ơi. Cộng ha. Thanh Hùng. Hữu Khang cộng. Ủa Hữu Khang sao điểm thấp vậy Hữu Khang? Lười biếng rồi cô. Thanh Huy. Ừ. Thanh Huy không có luôn rồi. Rồi Hoàng Việt có không? Dạ có. Ừ, cô cộng thành 2 điểm rưỡi. Cái em điểm này, điểm BA em thấp á, mà điểm nè. Cái này á, ví dụ chẳng hạn Hữu Khang nè. Chẳng hạn Hữu Khang đây nha, cái này thực tế luôn như Hữu Khang. Em thi 8973, rồi final em hơn xuôi em làm 8 điểm nữa đi. Nhưng mà em sẽ bị hủy bài. Hoặc là em cho bị phòng đào tạo cho em vô một cái phòng thi riêng. Một giáo viên canh riêng của em luôn. Tại vì điểm BA quá thấp mà điểm bài tập thì quá cao. Rất là ảo. Ha, nhà trường mình quy định như vậy á. Chẳng hạn như bạn này đi, bạn căn trường đi 10 hết điểm BA 1 2 rồi xong, cô không nói hết, để lên phòng đào tạo nó tự sort theo cái file của nó là các em vô phòng danh sách thi đặc biệt hết ha. Mạnh Tường 10 rồi ha. Mạnh Tường 10 rồi. Thôi cộng bạn điểm nữa qua bên đây 10 luôn nha Mạnh Tường. Em cảm ơn cô. Mạnh Tường còn không? Dạ còn cô. Ok, rồi. Rồi Xuân Quang cộng điểm nữa 3. Minh Quân cộng điểm nữa 3, anh Tuấn cộng điểm nữa 4, Quốc Đạt 4 điểm rưỡi.
À, Tấn Lộc 4 điểm rưỡi luôn. À, 4 điểm rưỡi là vậy là rớt đó nha các bạn, chứ không có đậu đâu, 5 điểm trở lên mới đậu. À, Bảo, các em nào trên 5 điểm mới đậu, nói chung là trên 5 điểm là phải đậu ha. Còn là 4 là rớt đó. 4 là phải thi cao lên mới kéo lên được. Ngọc Thi 5 điểm rưỡi luôn. Công Hậu 6, Nam Anh 6, Thái Dương 6. Oh, yeah. 6 6 6 này 7. 7. Xuân Tùng, Duy Thịnh không có đi phải không? Xuân Tùng có đi không? Dạ có, dạ có. 8. Thành Đông có đi không? Dạ có cô ơi, dạ có. Xuân cô Tùng. Thành Đông có cô. Dạ Xuân Tùng có luôn nha cô. Quế có không? Quế không có. Thanh Hà. Dạ có cô. Thành 8 rưỡi ha. Tiến Đức có không? Như các bạn có mặt mới cộng nha. Tiến Đức có không? Rồi Phi Long có không? Dạ có cô. Rồi Trang Trường có rồi. Ok. Xong em 4 con 10 hết rồi. Ổn ha. Rồi xác nhận lại ai nó thấy điểm số nhắn vô một chat cho cô điểm số em đã ok, để cô thảy lên phòng đào tạo lên danh sách cấm thi. À, ổn hết ha, vui vẻ hết ha, có ai ấm ức điểm số gì không? Cộng quá trời cộng còn gì nữa. Cô ơi mấy điểm này phần trăm nó nhiều gì cô? Ôi trời ơi, câu này câu cổ xưa. Giữa kỳ 30% rồi mỗi cột này 10%, nhưng mà cái điểm BA á nó quan trọng hơn mấy cái điểm khác. Ví dụ chẳng hạn em, ví dụ cô nói Đình, ví dụ bây giờ bạn Trang Trường đi ha, cho dễ ha. 10 10 10 hết. Rồi 1. Rồi thì em sẽ vô blacklist. Tại vì học học có một điểm mà làm gì mà mấy cái quy này 10 10 10 là thì em tự vô blacklist là chắc chắn là phải học lại đó. Hiểu không? Phòng đào tạo nó quy định như thế, lúc nào điểm BA á chỉ có 10% thôi, nhưng mà điểm BA nó quyết định cái thành quả của em. Tại em học trên lớp còn cù chuyên năng em mới có điểm cao thì em làm bài mới cao, chứ làm gì có mà học trên lớp thì trốn học miết mà 10 10 10 10, đúng không Cao Trường? Nên các em chủ yếu nha, coi là cái điểm BA nha, coi lớp mình có ai bị vậy không. Nãy cô nâng điểm lớp hết rồi, coi có ai bị vậy nguy hiểm không nha. À đây bạn này Hoàng Việt ha, test trên trung bình hết, nhưng mà điểm BA có 2.5 là coi chừng thi điểm số nhớ cao lên nha. Ha. Coi chừng. Ha. Ở lớp mình không có ai chơi với Lê Thanh Huy hết hả? Lớp mình không có ai chơi với Lê Thanh Huy hết hả? Lớp trưởng của lớp mình đâu rồi? Lớp em đây cô, không bạn Lê Huy em, không phải em... trong lớp AI01 cô ơi. Nhưng mà hình bạn Lê Thanh Huy nè. Dạ, bạn Thanh Huy đó lạ lắm cô. À vậy chắc bạn bỏ hết rồi, không có đi học đúng không? Nếu mà có liên hệ được bạn nói lên xác nhận điểm số nha. Còn thôi là như vậy á ha. Yeah. À, ok. Ừ. Em nhắn lên một chat hay một chiếc rồi đây em nói với bạn ha. Rồi các bạn nghỉ ngơi đi các bạn. Quá giờ cô nghỉ một chút, cô dạy tiếp ha. Cô gửi điểm số lên phòng đào tạo nha. Rồi. Dạ cảm ơn cô, chào cô. Rồi ok. Ô cô ơi, vậy thứ 6 mình có học không cô? Học chứ, ôn tập chứ, hôm nay điểm số, tại mai nó chốt sổ rồi, thứ 6 vẫn học bình thường chứ.